Hello các anh em, đây là cái máy ấp trứng cu của mình tự đây là cái máy ấp trứng cu của mình tự mình ship đồ linh kiện ở trên mạng để về lắp đặt để mà ấp cái trứng trứng cu cu Thái thì còn chói quá, để mình chỉnh cái độ sáng lại coi nè. Các bạn xem này, nó mở mỏ rồi nè. Một chú chim non sắp ra đời nè. Đây, vì một cái trứng này đây. Nó mở mỏ rồi nè. Chói quá. Mở mỏ rồi đó anh em. Con chim sắp vào đời. Nó đang mở mỏ nè. Hồi sáng tới giờ nó mở mỏ mà chưa có ra, mình đợi hoài chưa có ra. Thì mình tính là nó được 15 ngày đó. 14 ngày thì nó mới mở mỏ đó anh em. Mình tưởng có 12 ngày nhưng thực ra 14 ngày. Thì mình cũng cầu trời để mà con chim này nó nở ra. Nó nở ra và mình sẽ nuôi và chia sẻ kinh nghiệm video cho anh em xem. Hy vọng là mình sẽ nuôi sống nó. Nuôi rất là khó anh em nha. Vì một cái trứng cu này mà mình phải ship toàn bộ cái ship toàn bộ cái linh kiện của máy ấp trứng về. Vì cặp cu của mình là nó còn non cho nên nó chưa có kinh nghiệm ấp. Mấy lứa đầu này mình phải tự ấp. Mấy lứa sau này nó sẽ tự đẻ và sẽ có kinh nghiệm hơn và sẽ ấp tốt hơn. Cái trứng cu này nở rồi. Thì mình có mua một số trứng cút với trứng vịt về mình bỏ để cho nó vui vậy thôi. Chứ mục đích chính của mình là mình ấp trứng cu. Đây là cái đèn 50W. 50W và bỏ một cái nước để cho nó tạo ra cái độ ẩm. Độ ẩm khoảng 60-70% trong này. Và mình đục bên hông, mỗi bên hông 3 lỗ. Ở đây này, giờ đại lại nhiệt độ bây giờ nó tụt xuống 32 rồi nè. Khi nhiệt độ nó lên tầm 37 độ độ 4, 37,4 hoặc 37,5 thì nó tự tắt. Và khi nó xuống tới 37 thì nó sẽ bật lại để sưởi ấm. Mà cái chuyện nhiệt độ này là do mình chỉnh sửa, mình chỉnh. Thì anh em cứ ship cái mạch là gọi là mạch cảm biến nhiệt độ ấp trứng ở trên Lazada hoặc là Shopee gì đó, Sen Đỏ gì đó, thì cái bộ mạch bộ nguồn đó với lại cái quạt nữa thì tầm 150 ngàn. Anh em về mua thêm cái thùng xốp và bóng đèn khoảng 50W nữa thì anh em đã chế được một cái máy ấp trứng. Ấp trứng gì cũng được, trứng gà, trứng vịt thì quá dễ rồi, trứng chim, trứng cu, trứng cút, vân vân, sẽ rất là thú vị. Mà mình đang chờ cái giây phút mà con cu của mình nó con cu cu Thái. Cu Thái nhưng mà là Thái đen anh em. Cu Thái mà Thái đen chứ không phải là Thái bông đâu. Nó là con của con mồi trần, mình có con mồi trần mình ép với lại con Thái đen thì nó nở ra. Mình rất là quý cái trứng đó. Hy vọng là nó nở ra và mình sẽ chăm sóc nó được. Nhiệt độ nó đang lên nè anh em. Khi mà nó lên đến 37,4 cái đó là mình cái định mức để mình ấy thì nó sẽ tắt. Con chim mình mới nở nè nè. Nó mới nở hồi hồi trưa đó. Nở hồi 10. We'll be right back.
tiên nó nở ra thì mình cũng học ở trên cái YouTube là chim cảnh ánh dương. Chim cảnh ánh dương ấp và nuôi được bằng sữa tươi không đường á trong 3 ngày đầu. Rồi sau đó là chúng ta sẽ hòa với bột củ cám mịn cho nó ăn. Thì phương pháp là như vậy. Tuy nhiên cái con chim đầu tiên của mình á thì mình cho nó ăn sữa tươi trong ngày đầu, nhưng mà mình lại có suy nghĩ của mình là mình lại bỏ thêm một xíu bột cám gà, xài thật là nhuyễn một xíu chứ mấy. Tuy nhiên mình nuôi được 2 ngày thì nó chết. Nguyên nhân nó chết là do mình bỏ cám vào, mình không nghe lời. Mấy anh em chia sẻ trên mạng là chỉ trong 3 ngày đầu là cho ăn sữa tươi không đường. Tuy nhiên là mình bỏ bột vào thì mình thấy rằng mình nghĩ là nó không tiêu. Nó không có tiêu. Nó không có tiêu hóa được cho nên là nó mất. Thế rồi mình ấp tiếp tục 2 cái trứng tiếp theo. Thì 2 cái trứng tiếp theo mình ấp 15 ngày sau, 14 ngày sau nó nở. Thì lần này á là mình ship ở trên mạng cái bột của vẹt con á, cái bột A21 của vẹt con á, mình ship về. Thì mình nghĩ đó là cái bột của nước ngoài dành cho vẹt rất là cao cấp, một lạng nó tới 80.000, mình ship mà 2 lạng 3 lạng gì đó. Thì khi mình về thì ấp 2 cái trứng sau mình cũng cho uống sữa non, nhưng mà mình cũng bỏ một xíu bột A21. Thì mình nghĩ bột A21 là nó là chuyên dành cho vẹt con rồi. Tuy nhiên thì có một cái con, ngày đầu tiên thì có một con cu bị chết. Nguyên nhân là do nó ăn cái giấy á. Cái giấy, do mình xé cái giấy, mình lót ổ cho nó, mình xé cái giấy nhỏ, cái giấy vệ sinh đó các bạn, thì nó cột một miếng giấy và nó chết. Đó là cái xui xẻo. Thì bữa sau anh em lót ổ cho nó là anh em dùng giấy, nhưng mà đừng có xé ra, cái anh em gấp giấy lại thôi, hoặc là dùng cỏ rơm gì đó là để tránh trường hợp như mình là nó ăn một miếng giấy là nó mát cổ là nó chết. Thì còn lại một con thì mình nuôi cũng 2.5 ngày là nó chết. Thế tại sao nó chết? Nó ăn bột A21 rồi, bột A21 ship nước ngoài về rồi, nó ăn với sữa tươi trộn vô nhưng mà nó chết. Thì nguyên nhân á thì do mình dùng bột A21 sai cách. Bột A21 đó, A21 dành cho vẹt đó, thì nó phải được hòa với lại nước sôi 90-100 độ C cho nó nở, cho nó chín. Sau đó chúng ta để nguội cho nó nguội tầm 30 độ thì chúng ta cho chim ăn. Thì như vậy là nó sẽ tiêu hóa tốt. Nhưng mình chỉ bỏ vào sữa và mình hâm lên nhiệt độ khoảng 30-40 độ. Sau đó mình cho chim ăn. Thì như vậy nó chưa có chín bột và nó chết. Thì sau khi nó chết khoảng 3 con chim như vậy, mình không dám ấp nữa vì mình thấy rất là xót xa và đau khổ khi mà mình nuôi 3 con liên tục nó chết. Thì mình quyết định là để cho chim mẹ, bố mẹ nó nuôi, không có mặc dù chim bố mẹ nó vẫn làm hư, mình không có đem vào ấp nữa vì mình sợ nó chết. Thì qua đây mình chia sẻ cho các anh em, khi nuôi cu con á thì nó cực kỳ khó khăn. Nếu cho mình lồng lại, mình nuôi lại thì mình sẽ nghe theo lời chim cảnh ánh dương trên YouTube á, là trong 3 ngày đầu là chỉ cho ăn sữa thôi, sữa không thôi, không có bột gì cả, không bột A21 cũng chẳng một cám luôn. Trong 3 ngày đầu thì anh em cho ăn sữa tươi không được. Và những ngày tiếp theo, nếu mà qua được 3 ngày thì có lẽ sẽ dễ. Nhưng mà mình chưa nuôi được qua 3 ngày, mình chỉ có 2.5 ngày, hơn 2 ngày là đã chết rồi. Rất là tiếc anh em ạ. Cho nên qua đây mình cũng chia sẻ với anh em là những kinh nghiệm như vậy. Và cũng nói thêm với anh em là khi ấp trứng cu là chúng ta ấp từ 35-37 độ 5 cho đến 37.7. Đó là nhiệt độ tốt nhất để ấp trứng cu, 37.5 đến 37.7. Và khi con cu nó nở thì anh em để nhiệt độ tốt là từ ngày đầu tiên thì 36 độ, nhưng ngày thứ hai thứ ba ở đây là từ 35 độ, 31, 32 đến 35 độ. Thì đó là cái nhiệt độ để chúng ta ấm cu con. Thì đó là cái tài liệu mình tham khảo được.
Còn có về phần thức ăn thì nó cực kỳ khó. Thì mình không dám thử nghiệm nữa, mình không dám thử nghiệm nuôi cô con ấp nở nữa. Vì mình sợ nó sẽ chết tiếp. Cho nên là hôm nay mình cũng chia sẻ cái clip với anh em xem thì cũng rút kinh nghiệm từ cái sai lầm của mình để mà rút kinh nghiệm cho anh em. Thì hy vọng anh em nuôi thành công và chia sẻ cho mọi người cùng biết cách nuôi cu con nó như thế nào. Có vấn đề gì đó mà anh em thắc mắc hoặc là muốn chia sẻ thì mọi người có thể bình luận ở bên dưới giúp mình hoàn thiện hơn. Xin chào các anh em.